Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học sang bài số 24 trong phần Kanji N2. Bài 24 có chủ đề là Koi, chữ hành và chữ vi, có nghĩa là hành vi. Các chữ Hán trong bài này đa số là các chữ Hán liên quan đến các hành động của con người, các hành vi của con người. Các bạn quan sát từ 369 đến 384. 369 là chữ gì nhỉ? 369 là chữ phi đúng không? Chữ phi có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là bộc lộ này. 370 là chữ giao trong từ dao động. 371 là chữ khiêu trong từ khiêu khích, khiêu chiến. 372 là chữ khiêu trong từ khiêu vũ, nghĩa là nhảy này. 373 có nghĩa là 373 là chữ thiếu, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nhìn ngắm. 374 là chữ ẩn, có nghĩa là trốn, giấu. 375 là chữ thêm, có nghĩa thêm vào. 376 là chữ thán trong từ ca thán, than thở. 377 là chữ gì nhỉ? 377 là chữ thao trong từ thao tác. 378 là chữ ma trong từ có nghĩa là mài, đánh răng. 379 là chữ phương trong từ phương hại, cản trở. 380 là chữ bạn cùng với. 381 là chữ sướng trong từ đề sướng. 382 là chữ tận trong từ gì nhỉ? Trong từ tận lực. 383 là chữ nhẫn trong từ gì nhỉ? Trong từ nhẫn tâm, tàn nhẫn hay là nhẫn nại. 384 là chữ nại nhé. Bây giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết từng chữ. Đầu tiên chữ phi có phần bên trái là bộ gì nhỉ? Phần bên trái là bộ thủ, là cái tay. Phần bên phải là chữ bì, có nghĩa là da, vỏ. Vậy thì có thể nhớ chữ này theo cách đấy là dùng tay đúng không? Dùng tay xé vỏ để lộ lớp thịt bên trong. Đây, tay đây. Và đây là vỏ đúng nhỉ? Dùng tay xé cái vỏ ra để lộ ra lớp thịt bên trong. Câu chuyện can dì của chữ này như sau này. Trong thời kỳ nguyên thủy ấy, con người chưa biết sử dụng các công cụ bằng đá cũng như kim loại. Vì thế mà việc lột da thú hoặc là hoa quả thì đều sử dụng tay. Khi săn bắt hái lượm được nguồn thực phẩm ấy, thì mọi người sẽ cùng mang về làng để cùng để người trong làng dùng tay lột vỏ lộ ra lớp thịt quả hoặc là thịt thú rừng bên trong ăn được và mang đi chia đều cho từng nhà nhé. Đấy, dùng tay để lột vỏ đúng nhá, lột da. Chữ này không có âm kunyomi. Âm onyomi của nó là hi, với động từ hiro. Hiro là phi lộ, nghĩa là công bố, tuyên bố. Hiro en đúng nhỉ? Hiro en là phi lộ yến, có nghĩa là tiệc chiêu đãi sau đám cưới. Không phải là heroin đâu nhá, nó là heroin, đọc cũng gần giống đúng nhỉ? À, và có một cái lưu ý nữa, đó là cái chữ lộ này này các bạn này, bình thường nó đọc là chữ đọc một âm tiết, đọc không có trường âm. Ví dụ trong từ thổ lộ nhá. Ví dụ này, thổ lộ này. Toro đúng nhỉ? Không có âm, không có trường âm. Hay là trong từ bộc lộ chẳng hạn. Bakuro. Hay có hai cách đọc. Được chưa? Thì các bạn thấy rằng nó không đọc là đô có trường âm đúng không? Nhưng mà riêng đặc biệt trong trường này nó đọc là có trường âm đấy, các bạn lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ giao. Chữ giao ghép bởi phần bên trái là bộ thủ này, phần bên phải là bộ gì đấy? Bộ này là bộ 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 gì nhỉ? Bộ chảo, là móng tay. Đây là bộ can, bộ nhị và bộ sơn đúng không? Thế nhưng mà nó ghép bởi nhiều cấu kiện quá cho nên là ở đây không có phân tích cách nhớ nhá. Âm khương đọc là yu như thế nhưng mà có rất là nhiều cái từ vựng khác nhau. Các bạn nhìn thấy đây có 78 chữ, 78 cái từ vựng nhưng mà chúng ta nhớ chủ yếu là cái hai cái đầu tiên thôi nhá. Yureru là chao đảo rung, yurasu là làm chao đảo, yuru là rung lắc, yusaburu là lắc lay, yusuburu là rung cây, yuragu đung đưa, yusuru rung cơ thể. Âm môn đọc là yo, ví dụ trong từ doyosuru đúng nhỉ? Doyosuru chữ động và chữ dao có nghĩa là động, dao là dao động ấy, sao động lo lắng lung lay về mặt tinh thần. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ dao. Về kanji tương tự này chúng ta có đây là chữ giao, nó ghép bởi bộ ngôn ở bên tay trái và phần bên phải là giống hệt cái phần bên phải của chữ giao này. Giao này trong từ gì nhỉ? Trong từ ca dao đấy, kayo, hay là trong từ minyo, dân giao này. Tiếng Việt mình thì không có từ min, dân giao đúng không, nhưng mà tiếng Nhật thì nó có ghép dân với dao là minyo, nó cũng tương tự như ca dao nhá. Đây là chữ dao ghép bởi bộ gì nhỉ? Bởi bộ này
bộ phức tham này đúng không, và bộ xước là con đường, thì dao này là xa xôi, nó trong từ haruka, haruka đấy, các bạn biết cái từ haruka là xa xôi, xa xưa ấy, đúng không, haruka ni. Tiếp theo chúng ta có chữ khiêu hoặc là thiêu, nó ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ, phần bên trái là bộ thủ là cái tay, phần bên phải là chữ triệu. Chữ triệu này có nghĩa là nghìn tỷ nhá. Đây chữ này là âm Hán Việt là triệu, thế nhưng mà nghĩa là nghìn tỷ. Thì có thể nhớ chữ này theo cách là gì đấy? Tay cầm nghìn tỷ ấy, đúng nhỉ? Tay cầm nghìn tỷ thì khác nào khiêu khích người ta đúng không? Con người vốn có lòng tham, đúng nhỉ? Trên tay mà cầm 1.000 tỷ thì đúng là khiêu khích họ, khiêu khích lòng tham của con người. Âm cơn là ido, trong từ ido mự là thách thức, đương đầu với. Âm môn đó là chô, ví dụ trong từ chô sen sư là chữ khiêu với chữ chiến, có nghĩa là thử thách với, đúng nhỉ? Nó mang nghĩa là thử thách với cái gì đó nhiều hơn là cái nghĩa khiêu chiến, khiêu khích. Cho hát sự là thiêu phát, là khiêu khích. Từ này mới mang nghĩa là khiêu khích này chính này. Về thông tin bổ sung ấy thì chúng ta có các từ idomu, cho sen sự và cha đen di sự là ba từ đồng nghĩa thử thách với nhá. Ba từ đồng nghĩa là idomu, cho sen sự và cha đen di sự. Trong đó là cái từ mang tính chất trang trọng đấy là từ cho sen sự. Bình thường hơn là idomu và từ cha đen di sự, nó tạo cảm giác mới mẻ bởi vì nó là từ mượn từ tiếng Anh chuyển sang, đúng nhỉ? Ví dụ này, moto jibun no noryoku o hakki suru tame ni itsumo atarashii koto ni idomitai, chōsen shitai, challenge shitai, để gì đấy nhỉ? Để phát huy năng lực của bản thân hơn nữa ấy, thì tôi luôn muốn thử thách với những cái điều mới mẻ đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ khiêu ghép bởi bộ túc, bộ chân ở bên tay trái và bộ gì nhỉ? Bộ nghìn tỷ, bộ triệu bên tay phải, có thể nhớ theo cách đấy là chân nhảy nghìn tỷ lần khi khiêu vũ đúng không? Cái chân ấy nó sẽ nhảy nghìn tỷ lần khi khiêu vũ. Âm cơn đọc là ha hoặc là thô, ví dụ từ haneru là nhảy, ví dụ con thỏ nó nhảy chẳng hạn đúng không nhỉ? Hay quả bóng nó nảy lên ấy, nó nhảy bắn, ví dụ như là nước hoặc là bùn nhá, chất lỏng. Thô nghĩa là nhảy, ví dụ nhảy lên bục chẳng hạn. Hashiri takatobi đúng nhỉ? Hashiri takatobi là tàu cao khiêu, hashiru là chạy, taka là cao và tobi là nhảy, vậy thì môn này có nghĩa là môn nhảy cao đúng không nhỉ? Đấy, bởi vì nhảy cao thì đương nhiên sẽ phải có chạy rồi. Âm môn đó là chô, ví dụ trong từ chô ba, chữ khiêu và chữ mã nghĩa là môn nhảy ngựa, một môn thể dục ấy đúng không nhỉ? Thông tin bổ sung này, các chữ kanji chứa bộ túc ấy, bộ túc là cái bộ bên trái này, thì thường liên quan đến các hoạt động của chân hoặc liên quan đến chân. Ví dụ chúng ta có chữ dũng đúng không, chữ dũng học ở N3 rồi, nó có bộ túc với lại bộ gì nhỉ, bộ giống chữ ma này, ma chữ katakana với lại chữ dũng. Dũng này có nghĩa là múa đúng không, đọc là gì đấy, đọc là odoru đúng nhỉ, odoru múa nhá. Hay là chữ lộ đúng nhỉ, ghép bởi chữ gì đấy, chữ lộ ghép bởi gì nhỉ, bộ túc với lại chữ các đúng không, lộ đọc là đô, ví dụ trong từ gì nhỉ, trong từ đô độ, chữ đạo và chữ lộ là con đường đấy, hoặc là đọc đặc biệt ví dụ trong từ tabiji đúng nhỉ, đọc là gì, chuyến đi hành trình đúng nhỉ, con đường. Tiếp theo chúng ta có chữ cự này ghép bởi bộ gì đây, ghép bởi bộ bộ túc là cái chân với lại chữ chữ cự trong từ khổng lồ nhá, cự nhân, cự đại ấy. Thì trong từ kyori đọc là kyo đấy, thì nó liên quan đến chân hết đúng không các bạn. Tiếp theo chúng ta có chữ khiêu, à xin lỗi, đây không phải là khiêu mọi người nhé, đây là thiếu. Thực ra những cái chữ này thì âm Hán Việt nó cũng không quá quan trọng bởi vì là cái từ vựng nó đi kèm ấy, nó không có dùng ở trong tiếng Việt mình mấy, do vậy chúng ta không để ý lắm cũng được. Chữ này là chữ thiếu. Ghép bởi bên trái là bộ mục là cái mắt, bên phải là bộ nghìn tỷ đúng không, thì có thể nhớ theo cách đấy là mắt nhìn 1.000 tỷ lần khi mình ngắm cái gì đấy đúng không, nếu mà nhìn thì mình chỉ nhìn nhanh thôi, thế nhưng mà khi mình ngắm, mình chăm chú mình nhìn ấy thì sẽ phải 1.000 tỷ lần đúng không nhỉ. Âm cơn đọc là naga, ví dụ nagameru là ngắm nhìn hoặc là soi một cách chăm chú nhé. Nagame là phong cảnh, cảnh giống như là từ keshiki hay là từ fuke ấy, phong cảnh ấy. Âm môn là chô, ví dụ từ chobo chữ thiếu, chữ vọng có nghĩa là tầm nhìn hoặc là view. Về kanji tương tự, đây là chúng ta tổng kết lại những cái chữ kanji mà có gì đây nhỉ,
có cái phần chung là bộ này, bộ bộ triệu này đúng không? Thì đầu tiên cái chữ này là chữ triệu đúng nhỉ? Âm Hán Việt là triệu nhưng mà nghĩa là nghìn tỷ. Âm cương đọc là gì nhỉ? Kỳ gia, trong từ kỳ gia si này đúng không nhỉ? Kỳ gia si là điềm báo, dấu hiệu. Ghép âm đọc là chô đúng không nhỉ? Chô. Ví dụ trong từ chô cô. Triệu với hậu nhá. Đấy. Có nghĩa là điềm báo đấy. Điềm cũng thế. Dấu hiệu. Đồng nghĩa với từ Kijashi. Tiếp theo, đây là chữ gì các bạn? Đây là chữ đào đúng không? Có cái bộ này. Cầm 1.000 tỷ chạy ra đường đào tàu đúng không nhỉ? Đào thoát. Đọc là Nigeru. Nigeru này. Đúng không? Rồi mấy từ nữa cơ. Nogasu vân vân. Nogareru các thứ nhá. Nhưng mà chúng ta tạo lấy một cách đọc trước. Cái này có trong phần kanji N2 ở những bài trước. Và thì ghép âm đọc là gì nhỉ? Đọc là tô, trong từ tô xô, đào tẩu. Tiếp theo là chữ khiêu, chữ thiêu mà chúng ta vừa học ở trên. Thì đương nhiên đọc là gì nhỉ? Idomu rồi. Idomu. Thử thách này. Hay là trong từ chosen, thiêu với chiến đúng không? Có nghĩa là khiêu chiến. Chữ khiêu này ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ túc với lại bộ nghìn tỷ đúng không? Khiêu này là gì đấy? Haneru. Ôn lại luôn nhá. Chúng ta vừa học xong. Thô bự. Còn gì nhỉ? Còn âm ôn của nó cũng là yo acho nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm. Tiếp theo chúng ta có chữ đào này. Chữ đào này sẽ học sau. Đào này đọc là momo. Momo. Cây đào. Đấy, hoặc là anh đào này. Ô tô đúng nhỉ? Như vậy khi mà có cái bộ bộ này ấy, thì sẽ có hai cái đọc, một là tô trong từ chữ đào, hai chữ đào đọc là thế đúng không? Còn chữ triệu, chữ khiêu và chữ khiêu này đúng nhỉ? Triệu khiêu khiêu đọc là chô, còn lại đào đào mặc dù cùng bộ nhưng đọc là thô nhá. Tiếp theo các bạn có chữ ẩn. Chữ ẩn này ghép bởi khá là lằng nhằng đúng nhỉ? Bộ phụ này, bộ phụ là gò này đúng không? Đồi. Bộ chảo móng tay đúng nhỉ? Cái này nó giống bộ ký kệ đầu nhím ấy, và dưới là bộ tâm. Thì những cái chữ này thì mình khuyên là không có nên phân tích bởi vì nó lằng nhằng lắm. Âm cương đọc là ca cự, ví dụ từ ca cự đê đự là khuất ẩn vào, tự động từ. Tha động từ là ca cư sự là giấu, giấu kín. Âm ôn đọc là in, ví dụ từ in kiều sự là chữ ẩn và chữ cư nghĩa là sống ẩn dật. In như là ẩn dụ. Kanji tương tự của chữ chữ ẩn của chúng ta ấy, đấy là chữ ổn. Nó khác mỗi thay cái bộ gì nhỉ? Thay cái bộ phụ này bằng bộ hòa là cây lúa đúng không? Ổn này là từ các bạn rất là quen rồi, Odayaka. Odayaka đúng nhỉ? Tính từ đuôi na nhé, Odayaka na. Lặng biển lặng sóng này đúng không? Thời tiết êm ả đúng nhỉ? Người điềm đạm, gia đình hòa thuận. Ghép âm đó là ôn, ví dụ từ he ôn. Đấy, he ôn là bình ổn này. Hay là trong từ ổn định này xem có ôn tê không nhé. À không có. Ổn định nó ghép chữ an, chữ 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 an với chữ định cơ. Nó là an tê. Đấy, chứ nó không ghép ổn với định đúng nhỉ? Chúng ta lưu ý nhá. An tê này. Tiếp theo chúng ta sang chữ thiêm. Chữ thiêm ghép bởi bộ gì nhỉ? Chữ thiêm ghép bởi bộ, đây là bộ thủy là nước. Đây là bộ thiên là trời và dưới cùng là bộ tâm là trái tim. Thì có thể nhớ theo cách là thành tâm đúng không? Đây là tâm là trái tim, thành tâm khấn trời cho nước thêm đúng không nhỉ? Thì thiêm này có nghĩa là thêm. Âm gì nhỉ? Âm thuần Việt của mình ấy là chữ thêm ấy được biến ra từ chữ thiêm mà ra đấy nhá. Thành tâm khấn trời cho nước thêm. Âm cương đọc là xô, ví dụ từ xô là đi cùng theo này. Xô rự là chèn thêm, đính kèm thêm vào, bổ sung. Âm ôn là thên, ví dụ từ têm pư sự là thêm phó là đính kèm. Đúng nhỉ, tên ca bư sự là thêm gia vật là đồ thêm, đồ cho thêm. Các bạn dùng cái từ têm pư này rất là quen ở trong kèm đính kèm mail ấy, đúng không? Đính kèm file thì nó hay có nhé. Về câu chuyện kanji, chúng ta có này. Một năm nọ ấy, thời tiết quanh năm nắng nóng, con người sống thiếu nước,
rất khổ cực và phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vì thế mọi người đã cùng thành tâm nhìn lên trời cầu nguyện, mong trời làm mưa cho nước thêm. Trời thương nên đã cho mưa, từ đó loài người mới có thể sống tiếp được đến ngày hôm nay. Thì nó đã thành cái chữ thiêm như thế nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ thán. Chữ thán ghép bởi bộ gì nhỉ? Ghép bởi bộ khẩu là cái miệng này. Khẩu là cái miệng. Đây là gì đấy? Đây là bộ thảo đúng không? Bộ thảo này, bộ khẩu này và chữ phu. Âm khương là nà nghe, trong từ nà nghe cự là thở dài kêu than. Nà nghe ki là gì nhỉ? Sự than thở, sự buồn đau, sự than vãn đúng không? Âm môn là than, ví dụ từ kêu than là kinh thán, có nghĩa là sự kinh ngạc, thán phục. Khan than là cảm thán. Hi tan là bi thán, là đau đớn, ưu phiền. Kanji tương tự, chúng ta sẽ có một số chữ mà có cái cấu tạo là cái phần bên phải của chữ thán này. Ví dụ chữ hán đây là kanji N4, rất là đơn giản rồi đúng không các bạn? Trong từ gì đấy? Trong từ kanji này, hán tự này. Thử xem có hán không nhé. Nếu có sẽ là kokan. Đúng không? Đây các bạn thấy chưa? Nó là chữ hiếu đấy. Chữ hiếu nó có hai âm là hiếu với hảo. Có này. Ngoài ra hán này còn tượng trưng cho triều nhà Hán đấy. Đúng nhỉ? Ví dụ thử gõ hán triều trong có nhé. Chắc là không có. Có bỏ sót không nhỉ? Không. Rồi vậy là không có. Tiếp theo chúng ta có chữ nan này. Chữ nan này ghép bởi bộ gì đấy? Ghép bởi phần bên trái là bộ giống bên phải của chữ thán, và bên phải là bộ truy là con chim. Đọc là muzu. Muzukashi. Cái từ này các bạn quá quen rồi. Nhưng mà có một cách đọc khác, đấy là katai đấy. Nhưng mà người ta ít dùng. Người ta viết dưới dạng hiragana. Hoặc không thì nó là gatai. Ngữ pháp gatai là chữ này đấy nha. Là cái chữ nan nạn này này. Ngoài ra đọc là nạn. Hoặc nan trong từ sai nan này. Tai nạn này đúng không? Hay là năng khai. Nan giải này khó giải quyết.